Mở đầu video hôm nay mình xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Cái này luộc xong ngâm nước đá cho tôm nó giòn, ngâm chút vớt ra. Chua hết hồn chưa? Có một cháo tép cháy, tép thô à? Khô bỏ nước mắm quá không còn. Mặn rồi hả? Bỏ thêm miếng đường vô cho nó ngọt lại. Dạ đó. Giờ bỏ nước vô á. Chứ chị bỏ đường vô rồi nó vừa mặn nó vừa ngọt. Mặn ngọt ngọt. Mà cái gì độ mặn nó cũng cái độ mặn nó cũng y chang vậy à. Không có bớt được. Bò bía là chỉ đưa phở thôi.
có cái máu luôn nè. Người ta phiên âm nghe là chứ bột bía, chứ nó mưa lộn mà. Bỏ lại em hấp nha. Bột bía. Chứ theo tiếng Việt thì bò bò, bò bò nguyền bò. Chứ thật sự ra món này không có bò. Mà mình ăn xong ngon quá, mình lăn ra mình bò. Chứ không có thịt bò hả? Không có thịt bò. Một món bò mà chị Tư có thể ăn được đó chính là bò bía. Bò không mùi. Bò không mùi mới ăn được. Bò có mùi mới ăn được. Đúng không Nguyên? Ừ. Thịt luộc đã chín. Này chúng ta bỏ vô cái nồi chấm này, nó còn thừa nó canh đó hả? Cái nồi đó là vừa. Thịt luộc đã chín rồi, vớt ra. Rồi còn lạp xưởng. Em xưởng vớt ra không? Chị sắp vậy không biết nó bự quá không, nó dày quá không. Củ sắn với cà rốt hấp cho chín thì mình mới cuốn bò bía. Để nắp lại thôi. Tương hột xay. Bỏ 2 muỗng đường nè. Không biết nhiêu tương nữa mà bỏ 2 muỗng đường. 300 g tương. Chừng muỗng ăn canh giấm. Đây là chén bột năng mình pha nước ít thôi. Gì vậy? Bơ đậu phộng. Mở vô miếng bơ muỗng nó ăn canh bơ đậu phộng. Nó béo. Quậy cho nó đặc là. Quậy cho nó đặc lại nó sôi lên. Mình mua này tương là tương người ta xay sẵn, còn mà nếu mình mua tương hột về mình xay cũng được. Vậy mình không xay cũng được. Giờ tới lăn lạp xưởng. Lạp xưởng này luộc chín rồi. Giờ lăn lăn nước cho nó vàng nó thơm. Cái củ nén này là bữa hổm anh có đập bỏ vô cá không hay là để vậy rửa bỏ vô? Người ta nói đập bỏ vô nó thơm hơn là để nguyên vậy. Chút nước ngoài dặn hoài. Quen rồi. Hay không bằng tay quen à? Quen rồi. Thói quen khó bỏ hả? Rồi dặn không có nước cứ nhớ lại. Coi cái nồi hấp này nó chín chưa nha. Chín rồi. Rồi bây giờ tới cộng đoạn cuốn bỏ vô miệng nhấp nhấp. Chưa cuốn để sẵn à. Hồi bỏ vô miệng. Thật cái chín này nữa. Rất là sắc nha.
cơm luôn hả? Không thấy cơm thì giấu không cơm. Mình biết là nó cũng không bún đúng không? Cha con đi nè. Cha con ly nước nè, chấm ở đây nè, ly nước con cuốn không có được đâu, ly nước đó, nó giả. Hai miếng cơm hả? Hai miếng cơm. Hai miếng là một con đấy. Sao con hoa ớt ớt nha, nó nhiều quá nó bị nhão á, cái này nó bị nhão. Bé bé về đúng không? Bé. Bé là bé. Quên hồi con gấp cà rốt con cuốn cho quên cái cà rốt á. Nó là nó ghi lên mũi dữ nặng luôn. Ủa đưa đưa con hẹ ra hả chị, không có đưa không? Làm lại con này, con đốm thì đi ra đây, con này con đá nó hả, đá thì đi ra đây chứ. Chà dâu chà gì đó, chà dâu chà dâu bữa trà hay trà mỗi ngày nè, trà mỗi ngày nữa con nhỏ thấy mẹ sẽ hấp rồi lắm tại mấy em thử đi rồi đắng đắng hả? Đắng lắm không? Đắng dữ. Để nó dính này thôi ta, tại vì em nhúng cái đó như vậy đó nó bị lầy. Không phải cái mặt ngoài ở đâu có dính nước đâu, ý là cái mấy cái này nó cũng dính nè. Cuối cùng đã xong một mâm hoành tráng gỏi cuốn và bò bía, giờ bưng đi bán thôi. Rồi mọi người xách tương, xách đồ theo sau nha. Đây đây, xin đồ cái đó trước đi. Đội đi ạ. Hãy theo một chân chị ơi. Thế lên. Nó đội đi trước rồi kìa. Lấy bột múc tương bỏ vô chạy theo. Ừ, muốn lửa đi chứ, một cái ầm một cái nó hết chị Tư vậy đi sao. À. Còn biết không? Không. Đâu bọc đâu? Cái bà em đất rồi kìa. Ba mày.
nó lúng mài. Mày cô chú anh chị ăn gỏi cuốn bò bía nha. Quay tiếng nhỏ không chị? Tiếng nhỏ chị? Làm như mút cơm trắng không? Dạ, chị ta làm ghê. Chua với đậu phộng. Cái muỗng đó. Cái muỗng ớt rồi. Bỏ đậu phộng luôn hả chị? Đi đi. Ăn thì tốn tiền 1 phút nữa. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Ngon lấy đi. Giờ là ăn bóp rồi chấm chứ đâu đũa muỗng gì. Ớt chết ai ăn mới bỏ vậy quá. Luôn là sợ ăn được á. Đi muỗng muỗng ăn đi. Trời ơi, cái con ruồi lì lợm. Như vậy nha. Như vậy chưa? Nước rồi. Mà anh Vinh nó ăn nước mắm không ăn tương hả? Ừ, vậy chắc dư rồi. Dẫn mình đi ngủ quay. Ba lan gửi cuốn mà học ngồi. Thắng về húng lên. Húng. 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 Nhận tên với vợ hả? Đâu vô Đạt ơi. Kêu Thắng lên tươi. Kêu Lan gửi cuốn cho nó ăn không? Má dạ kêu lên. Má dạ. Má dạ cái dù. Con màu sát lên nè nè đó. Cái cuốn mốt nồi. Mẹ xách cái ghế vào đây. Xách chân vô. Bảy đâu. Xách qua đây nữa. Bảy không bảy nữa. Rồi bảy về. Xách nữa. Xách miếng nữa. Xách qua đây. Nhóm đứa trên đây đó rồi. Rồi, ăn thôi, ăn thôi. Chị ngồi xích nó đi, trên Vinh ngồi đây. Ok, ba cũng được mà. Ờ, ừ, ngồi đây. Châu ngồi kế ba chậm. Đứng có ngoại ngồi. Dạ, có chân nè. Rồi, dư để lại đi. Ngoài này, này. Này phải thêm miếng nước. Còn Vương nè. Xíu xíu. Xíu xíu là nhiều. Thôi đặt qua. Nãy phải làm nó lỗ sang suốt rồi. Đúng chùm, đúng chùm. Sao tôi muốn mối tỏi hèn chi hoài nó cái gì vậy? Vậy đó. Thiếu thiếu gì hả? Rồi, ăn gỏi cuốn đi. Này là bò bía nha, rồi gỏi cuốn nữa, nó hai thứ luôn. Ôi, cái này phải ăn liền mới được, để dính lại dính lắc về. Trời ơi. Cái này phải ăn liền liền mới được. Bò bía chết rồi. Dính dở cho nó gấp tét bét luôn. Ừ. Anh nói con chặt. Ta lấy cái này làm dưa chua nãy chia cho con ấy. Dưa chua. Ba kiếm gì? Dưa chua. Mấy cái tủ hả? Có ớt nè. Vừa vậy. Bỏ giấm vô thêm bây giờ. Tương này. Dưa ăn phụ cả. Tương này á. Mà nó phải vậy cho nó lỏng nha. Ừ. Nó mới nước rồi. Chứ nước rồi, chứ nước rồi. Kiếm chút xíu nước rồi nó quậy là ngon quá. Ừ. Vừa ngon. Ừ.
Chưa ba. Đây. Đây chị ba. Đây ba. Ấy đũa này đánh. Đũa. Giờ xuống này. Ừ. Vô vô nè, còn dư ghế này xuống. Có chén luôn rồi. Khó luôn rồi. Có ghế chưa? Chị nó cái ghế rồi. Chín nước này vậy hả? Chín ăn nước mắm. Trời ơi. Rồi, thiệt luôn rồi đó. Rỡ rồi, rỡ có cuốn rồi dính rồi. Rỡ có chín rỡ rồi, chín ăn hết 3 cục luôn á. Nâng niu, nâng niu. Bái kìa. Nâng niu, nâng niu. Bái kìa. Này, nhỏ nhỏ. Đợn anh làm gì? Này, đó. Hai cuốn lượng rỡ từ từ nó cũng gắt rỡ vậy cho nhanh vậy mà là tốt hai cuốn quay qua đợi hai cuốn tấm theo anh rồi hai cuốn nào ăn rồi chèo hai bên luôn cuốn đó mà ăn cuốn nào ăn rồi vậy nó chèo hai cuốn rồi hai cuốn rồi ăn cốt á. Cuốn à. Cuốn ăn cuốn này ta không gấp muốn cô em gấp thấy không? Em con lớp à. Ờ bệnh viên dễ hả? Dữ luôn à. Đúng rồi, tương này bỏ miếng giấm hoặc là miếng nước vô. Trời, bỏ miếng nước vô vừa ngon. Cuốn này cuốn mình nó chán nặng lắm. Bỏ xà nước không dính. Bỏ miếng nước vừa giảm đầu mặn cuốn này vừa vừa. Đặt quá đặt. Cái chỗ ăn thở à, tiệm tương chế nước muối vô. Không lè. Không lè. Bóp cái này gì tắm gì vậy? Con đặt tương mà nguyên chất nó đặt vậy nè, ăn mới ngon. À tiệm không có dính như nào cái nào đâu gắt. Ở chừng này nghĩa bây giờ quán ba số 9 không bán chất lượng. Không ạ. Ừ. Ăn đi. Nó bụng mà ăn lâu rồi. Rồi, xong rồi. Xong rồi. Rồi, cuốn đi. Rồi, làm gắt luôn rồi kìa. Chế tương vô ngót chùm. Chứ lần chế tương vô gió lạnh. Rồi, tôi xuống đập kìa. Ăn hết chế tương đó thôi. Gắt luôn rồi kìa. Dạ, cái miếng này của đây, để hồi em chắc vô. Mẹ ơi, chế ít, mẹ chế nguyên nửa chế rồi. Để chiều ăn luôn. Bỏ ổn. Ăn thử cuốn bò bé rồi. Cắt nè. Bà bía. Thử nè. Bà bía nó có đào vậy hả? Rồi biết cái nào nó cơm. Nó mới thịt. Có trứng chứ. Ăn cục bà bía này luôn quá. Hai lớp là nó không có dính. Thấy không? Để lượng tập dư gắt lần. Một miếng với nửa miếng nữa. Chóc lại. Là hai lớp. Cái bẻ lại có này chồng chưa rất nhiều bơ nè không quá nó không có bay rồi bơ nó không có trứng đàn rồi cuốn cuốn màu bé không ngán thấy là rau củ mình luộc rau củ luộc cũng trứng bỏ đứa hả? Cái bông này công nhận nó lâu tàn ghê thiệt. Không về nó nở biết bao lâu rồi. Nó gọi là hoa chuối thiên điểu. Bún củ xoan lại. Xoan lại bún củ. Giờ nào nó còn cái là gỏi cuốn nữa không? Gọi là bánh tráng cuốn. Nó bung ra lòng.
cây vũ sữa mới đây nó có bông rồi. Nó có bông bây giờ là gần tới Tết nó mới có trái ăn được. Tính ra là trái vũ sữa từ lúc có bông tới lúc mà ăn được luôn gần nửa năm trời. Khiếp thiệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.